Xin chào mọi người nha. Hôm nay tụi em đi theo đi center, theo center mọi người ơi. Vô cái mall mua cái bó rau gì nhỉ? Coriander nè. Một bảng 30.000. Xoài một bảng rưỡi một quả. Mua hai quả là ba bảng. Tổng cộng ba bảng là 90.000 cái này, 30.000 nữa là 120. Này mọi người, em chả biết cái gì nhỉ? Cái này gọi là gì nhỉ? Cái chuối mọi người, em chả biết chuối hột hay là chuối sứ. Mọi người mua luôn ba bảng mấy mọi người. Được có vài trái này, chưa chín luôn. Thôi. Rồi ớt. Ớt này cũng rẻ, 30.000 một bảng. Mấy trái nhưng mà không có ớt. Ớt chín mọi người. Coriander, cái này gọi là rau gì em quên đấy cái tên rồi. Ngò rí mọi người. Đây. Xuân đây nhé mọi người, xuân đây mất là thiệt hại là hơn 8 bảng mọi người. Là tầm 200 mấy được có vài thứ mọi người. Đây mọi người, quay cho mọi người coi một tí theo mọi người nhá. Em cố gắng quay, không có quay vào mặt người ta mọi người, tại vì quay mặt không có được. Cái phía trước mọi người là cái gọi là cái chợ của châu Á mọi người, bán đồ trái cây, không có bán thịt mọi người, của châu Á đó. Bán cũng rẻ mọi người, vừa nãy em khoe mọi người. Rồi tụi em chuẩn bị đi về mọi người. Ôi trời, đang mưa lâm râm mọi người ơi. Mà lạnh nữa. Ôi trời, mưa lâm râm. Mọi người coi, tiếp trời đang mưa mọi người, khó quay quá. Nay ngày giờ này thì vắng lắm mọi người, tại giờ này vẫn còn tầm mấy giờ nhỉ, chắc 9 giờ, 9 giờ. Xe này xe người ta quất cái this one à, quên đường mọi người. Đây, chỗ này là cái chỗ bãi gửi xe mọi người ơi. Này, bãi gửi xe dành cho có hai bãi, bãi gửi xe bên kia và bên này nữa, thì để đi vô vào town center đó mọi người, để mua sắm mua đồ đó mọi người. Thường ấy thì em thấy cuối tuần thì người ta vô đây nhiều, tại mấy ngày thường thì người ta phải đi làm mọi người. Em mua thêm được một cái áo mọi người, rẻ lắm mọi người, hàng đang giảm giá luôn, có 3,99 bảng à. Trăm mấy mọi người, rẻ chán luôn ấy. Nhìn cái vải nó mềm mọi người cũng được ấy. Mặc áo trắng, em thích mặc áo trắng. Một cuốn băng. Để coi xem. Đây mọi người nhá. Giờ em thử cân ấy, cái chiếc xoài em mua ở ngay ở trong cái town center cho mọi người coi nhá. Nặng ấy. Trái này xem được bao nhiêu. Trái này được 750 gram. Trái này 725, tổng cộng là gần một ký rưỡi nha mọi người nhờ. Gần một ký rưỡi hai trái này mọi người ơi. Ký rưỡi mà 90.000 đi, 90, tại em mua là 3 bảng đấy, một trái là một bảng rưỡi, 3 bảng là 3 bảng hai trái này là 90.000. Đây mọi người, bây giờ em sẽ review cho mọi người trái táo này nhé mọi người. Sau mọi người. Trái xoài này nhé mọi người nhá. Xoài này thì em nghĩ xuất xứ là từ, một là từ Tây Ban Nha mọi người, tại vì cái đít của nó màu đỏ này. Hai là Brazil mọi người ơi. Brazil đấy mọi người. Nó khá là to cho nên cắt cũng hơi bị ngài mọi người này. Trong này nó thơm. Nó thơm mọi người. Em bỏ để cái này qua bên đi, bộ này trước cho mọi người coi. Này chấm muối tôm ăn ngon mọi người. Nó trơn quá, nó trơn chứ nó còn to mọi người. Nên em bộ em cũng cẩn thận. To quá. Cầm hết lòng bàn tay mọi người. Cầm phải miệng vô. Mm.
Em nghĩ là nó sẽ ngọt. Vì cái sống xoài này nó em ăn mấy lần đầu rồi mọi người, nhưng mà em không có review cho mọi người coi á. Hình như là em không có review cho mọi người coi. Mang đi, em mang gọt cái này xong sẽ mang đi rửa. Em ăn không hết một quả đâu mọi người, sẽ gọt nửa thôi. Em sẽ mang đi rửa nhé. Rồi sau khi em rửa xong mọi người, mọi người bỏ này qua bên đi. Muối tôm, xoài mà ăn với tôm mới ngon. Rồi em bổ này cũng hơi bị ấy mọi người, phức tạp. Tại vì nó to ấy. Ồ. Em bỏ không có sét mọi người, tại vì nó em sợ nó vô tay ra vô tay mọi người. Này, em bỏ chưa có sét đâu này, vẫn còn ngấm dưới này. Ồ. À. Đây để qua bên đi ăn nữa thôi. Ăn không hết. À, con dao nó dính muối tôm rồi. Mọi người này, cái thịt của nó này vàng nha. Nó giòn mọi người, nó không có mềm đâu mọi người. Kiểu táo, kiểu 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 xoài như vậy mọi người. Ăn nó ăn chín ấy, em thấy ăn chín không có ngon bằng ăn nó như kiểu vậy mọi người. Nó vàng nhưng mà nó vàng mà nó giòn giòn mọi người. Nó thơm ấy mọi người, sơ không mùi xoài nhưng mà không có thơm mà giống dạng như xoài Việt Nam mình ấy đâu. Nó hơi khác khác tí xíu. Đây, giờ em đưa cho mọi người to nhá. Mọi người ăn thử này. Ủa cái này là chấm với tôm, ai ăn không chút mọi người nhá. Nó ngọt mọi người. Này có chấm với tôm cũng được, ngọt á. Thơm thơm ngọt ngọt, giòn giòn. Ngon mọi người, không có chua luôn mọi người. Ngon. Thường á, táo này, lộn cứ lộn này. Xoài này, thường chỉ có đặc biệt tên nha. Nhưng mà em nghĩ mùa này sang mùa đông rồi, mùa đông hết rồi rồi. Em nghĩ hiếm lắm. Một Tây Ban Nha hay là Brazil thôi mọi người, Brazil thôi hoặc Ecuador. Nhưng mà em thấy á, đa phần ở bên anh em UK á, Anh Quốc thì người ta nhập nhiều téo. À lộn, em sẽ cứ lộn này nhiều xoài của Tây Ban Nha, nhiều tại vì nó gần lắm mọi người, châu Âu. Nhưng mà Tây Ban Nha trồng được xoài này, bên Anh không có trồng được xoài này mọi người, không được trồng, không có trồng được xoài nên nhập. Ngon mọi người, ngon. Tôi nói một trái 45 ngàn cũng được mọi người, to gần ký gì nó 700 mấy, cho 700 mấy, 720 mấy gram. Ngon mọi người. Hy vọng video bổ ích nhé mọi người. Và nếu thấy hay thì đăng ký kênh, like, share và đừng quên bấm nút chuông để đón xem những video tiếp theo của em nhé mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại. Bye bye.